Mình đã trở lại với một bộ đồ tái chế mang phong cách thời trang sao Hỏa. Đầu tiên mình sẽ cắt cái túi lớn ra thành hình chữ nhật nè, xong rồi ghép 6-7 túi lại với nhau tạo thành một dãy dài ơi là dài luôn. Giờ thì mình sẽ xếp ly nó để khi mặc lên nó sẽ xòe ra xinh xinh, làm hai cái như vậy rồi ghép lại thành hai tầng cho nó dài ra xíu, chứ làm một tầng là ngắn ơi là ngắn thấy hết trơn luôn á. Ta-da! Vậy là xong phần váy rồi. Giờ tới phần áo nha. Mình ghép 4 tấm lại với nhau cho nó bự một chút, rồi cắt một cái lỗ ở giữa để làm cổ áo. Mình gấp 4 góc vô cho nó gọn lại, và khi mặc lên phần eo sẽ nhỏ hơn. Dán hai bên thêm một tấm màu cam nữa để khi mặc che hai bên eo nè. Vậy là xong luôn cái áo rồi nè. Mình sẽ làm thêm phần thắt lưng nữa. Đến lúc xài mấy cái túi nhỏ rồi đây. Mình sẽ nó thành một con rắn dài ơi là dài luôn, mà không phải một con đâu, tặng mấy con lận, rồi ghép nó lại với nhau cho nó bự bự một chút. Xong nguyên bộ đồ rồi nè. Tôi là Tiếp Muội, chuyên làm thời trang tái chế. Nếu bạn có ý tưởng mới hay ý kiến đóng góp, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.